Hôm nay, kỹ sư trẻ Phạm Vũ Ánh, cán bộ rừng quốc gia Xuân Thủy, lái cano đưa chúng tôi đến với một ngôi làng đặc biệt. Đó là ngôi làng của những người nuôi ngao ở bãi bồi cửa sông Ba Lạc, vùng đệm của rừng quốc gia Xuân Thủy, thuộc địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ba Lạc là cửa lớn nhất của sông Hồng khi đổ ra biển Đông. Lượng phù sa màu mỡ của sông Hồng hàng năm đã tạo nên cho nơi này những bãi bồi mênh mông và được xem là vương quốc lý tưởng của các loài nhuyễn thể. Làng dây ngao giao xuân đây rồi. Chúng trông xa xa như một làng chài bỏ hoang, với những cái chòi tròn tròn như những tổ chim nằm chênh vênh trên những chiếc cọc. Chúng tôi ghé vào một căn chòi ngay sát mép bãi để tìm hiểu cái nghề đã làm nên thương hiệu cho một vùng quê biển hẻo lánh này. Chủ nhân của căn chòi là ông Đinh Toái, một ngư dân chuyên nghề nuôi ngao lâu năm tại đây. Ông Toái khá bất ngờ khi biết chúng tôi là những người từ miền Nam ra, lại đang mùa giá rét như thế này. Cuộc chuyện trò giữa chủ và khách từ đó cũng trở nên cởi mở thân tình. Nói chung là từ cửa sông Hồng mà xuống hết cái vùng đất bãi nổi rau xuân này hoàn toàn là thằng ngao hết. Ví dụ mỗi một vây của một chủ chẳng hạn 2-3 héc, hoặc là có ông to nhung quý đây thì 14-15 héc, thì ông ấy riêng cái khu vực 14-15 héc đó là phải cỡ độ 5-4 năm mới trò mỗi một góc một đấy, và người làm công cho ông ấy thì nó cũng phải là 5-6 người trực tiếp ở ngoài này, còn những người đi về thì không kể nữa. Mình còn ở trên chòi như vậy là ở luôn trên này à? Vâng, ở luôn trên chòi trên này. Nói chung là nước cạn thì xuống bãi làm. Ví dụ như là chung quanh ấy, trước thì nhặt những cái bao cái túi ni lông hoặc những cái gì mà nó có thể nó che phủ con vạn con ngao mà. Dạ. Nó chết thì mình nhặt đi. Nước to này lên chòi. Chúng tôi xin phép ông Toái để được xuống với dây dạng nuôi ngao, cũng là để cảm nhận về cái nghề quanh năm lấm lem bùn đất này. Cái loại này là mình nuôi khoảng bao lâu rồi bác? Cái cỡ này. Thằng này nuôi một năm hơn năm rồi nè. 50-60 con là bán thịt. Thì cái này thì tôi nuôi khoảng độ đến tháng 7, tháng 8, tháng 5 là bán được. Mỗi mùa ngao kéo dài từ 15 tới 30 tháng mới thu hoạch. Các chủ dây chỉ thả ngao giống rồi cho người trông coi làm vệ sinh thường xuyên. Việc trưởng thành là tự thân loài ngao, chúng lớn lên mỗi ngày bằng những thức ăn tự nhiên được mang tới từ những cơn thủy triều. Chia tay người ngư dân tốt bụng, chúng tôi xuống cano tiếp tục đi xuyên qua những cánh đồng ngao bạc ngàn, rộng đến mút tầm mắt. Có lẽ ít ai biết, vùng bãi bồi này xưa kia là vùng đất hoang.
Nghề nuôi ngao chỉ phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây vì được đầu tư làm hàng chục km đê chắn sóng biển. Hiện tại, diện tích nuôi ngao của Giao Thủy tập trung ở 3 xã Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải đã lên đến 1.500 hectare, trong đó có khoảng 1.200 hectare nuôi ngao thương phẩm. Phía bên trong đường đê thuộc vùng đệm rừng quốc gia Xuân Thủy là những ruộng nuôi ngao giống. Ngao giống bắt ở những bãi bồi hay nhập về từ các địa phương khác, thường gọi là ngao cám, được nuôi lớn bằng chiếc cúc áo rồi mới mang ra biển nuôi thành thương phẩm. Giống ngao trắng của Bình Đại, Bến Tre từ miền Nam chi viện ra được nhiều ngư dân ưa chuộng và đã giúp phát triển mạnh mẽ nghề nuôi ngao của Giao Thủy. Đây là giống ngao có khả năng thích nghi với sức sống mạnh và có khả năng chịu mặn cao. Không khí khai thác ngao giống ở một ruộng ngao nhộn nhịp như là một công trường. Nghề nuôi ngao thu hút khoảng 3.000 lao động của vùng quê bãi bồi này. Thu nhập của những lao động bình quân nơi đây cao gấp 3 lần những nông dân làm ruộng. Có nhiều chủ trại ngao đã trở thành tỷ phú, sắm biệt thự, nhà lầu, có người còn mua được nhà ở thủ đô Hà Nội. Ngày nay, con ngao Giao Thủy đã có thương hiệu xuất xứ hẳn hoi. Chúng còn được Liên minh châu Âu công nhận chất lượng khi xuất khẩu. Và không chỉ có giá trị kinh tế, nghề nuôi ngao tại vương quốc của loài nhuyễn thể này còn giúp giảm áp lực khai thác, phá hủy môi trường cho vườn quốc gia Xuân Thủy.